Thần Đồng Đất Việt tập 121 Vỡ Rối Trên Không. Ồ, lính Kỵ Mã triều đình đi đâu mà vội thế nhỉ? Tôi đâu có biết. Nè, ông biết không vậy? Hừ, muốn biết cũng đâu có gì khó hả? Hi hi, thì chạy theo họ là biết liền chứ gì. Thần dân Đại Việt ngay đây ngay đây. Ồ, là thông cáo của triều đình. Là chuyện gì thế nhỉ? Mau đến đó nghe đi bà con. Loa loa, mừng đất nước thanh bình, chào xuân mới đã đến. Chiếu hoàng thượng loan truyền, ban thần dân Đại Việt tụ hội về kinh đô, vui ăn chơi cả tháng. Loa loa loa. Ồ, tạ ơn hoàng thượng. Ha ha, thế là Tết này được ăn chơi xả láng. Ha ha, quá sướng. Bây giờ mình mau đi mua thật nhiều thức ăn dự trữ đi. Ủa, chi vậy? Vì đến lúc đó ai cũng bận vui chơi, chẳng có ai buôn bán gì đâu. Phải đấy, thật là chí lý quá. He he, mau về chuẩn bị thôi, còn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. Phủ Tràng Tý. À, ha ha, mình nghĩ ra rồi. Ủa, sao mọi người nhìn Tý ghê vậy? Hừ, vừa phải thôi nha. Hừ, mày đang làm cái gì thì cũng phải nói cho bọn này biết với chứ. Đúng đó, he he, xin lỗi vì mãi suy nghĩ nên Tý quên mất. Hừ, thật là quá đáng. Tóm lại là mày đang nghĩ chuyện gì? He he, nhân dịp tụ hội về kinh đô, Tý muốn thực hiện một chương trình độc đáo để tận người dân kinh thành đó mà. Vậy sao? He he, nghe được không? Ừ, nhưng mà chương trình gì mới được chứ? Đúng đấy, cứ úp úp mở mở hoài. Tý nói ra cho tụi này biết với. Ờ thì Tý muốn biểu diễn một vở rối trên không. Cái gì? Tý có lộn không đấy? Thằng này chắc đầu óc có vấn đề. Hồi nào tới giờ chỉ nghe nói biểu diễn rối nước, rối giày, rối què, rối tay thôi. Gì chứ, bộ có nhiều loại rối dữ vậy hả? Chứ chưa từng nghe nói rối trên không. Đúng đấy, chắc loại rối này do thằng Tý tự sáng chế ra. Hơn nữa, rối nước thì đứng ở dưới nước biểu diễn. Ha ha, tụi này cũng đã từng biểu diễn rồi đó. Rối dây thì luồn dây vào tay, chân thân mình rối. Khi biểu diễn thì người điều khiển đứng bên trên, giật dây. Rối tay thì mang rối vào như cái bao tay, đưa tay từ dưới lên để biểu diễn. Chứ rối trên không thì biểu diễn bằng cái gì? Và đứng diễn ở đâu? He he, ta sẽ diễn giữa kinh thành. Hả? Thực chất đây chỉ là trò chơi thả diều thôi, nhưng ta sẽ tạo hình cho diều theo nhiều hình dạng lạ mắt. Ồ, khoan đã, mày định tạo hình cho diều bằng cách nào? Dễ lắm, chỉ việc tìm và vốt dẹt ống tre để có những thanh tre mỏng như lá hẹ, rồi đem luộc với muối. Hả? Khoảng 7 đến 8 giờ sau, chúng sẽ trở nên vô cùng mềm dẻo. He he, lúc đó người làm diều mới uống những thanh tre ấy thành cái sườn của con diều theo dạng hình người hoặc thú tương ứng với vở diễn. Ồ, hay quá. Nhưng làm sao để những con diều này cứ động được? Con diều bình thường chỉ cần điều khiển bằng một dây thôi, nhưng con diều rối này bắt buộc phải có từ 2 đến 4 dây để người chơi có thể điều khiển cho diều bổ nhào và lộn mèo trên không theo ý muốn. Ồ, ha ha, thằng Tý càng nói tao càng thấy trò rối này hấp dẫn đó nha. Phải đấy, sữa cũng thích lắm. Hừ, phức tạp vậy mà mày cũng nghĩ ra được sao? Chưa hết đâu nha, còn có cách làm cho con diều phát ra tiếng hát riêng nữa đó. Thật không? Ta lấy hai quả bào hồ lô và một ống tre dài độ 5 phân, phơi cho thật khô, luồn ống tre giữa hai quả bầu rồi treo vào diều. Khi diều gặp gió bay lên cao, gió luồn vào ống tre và hai quả bầu phát ra âm thanh cộng hưởng, khiến cho người ta lầm tưởng là con diều biết thổi sáo. Trời ơi, hay quá. Ha ha, Tý đúng là thông minh suốt chúng. He he, là Tý học giỏi của người xưa thôi. Vậy tụi mình bắt tay vào làm rối diều ngay đi. Chợt nhưng khổ một nỗi, Tý chưa nghĩ ra đề tài gì hấp dẫn để làm nội dung cho vở rối cả. Để tao suy nghĩ coi. Ê, diễn tuồng Phạm Công Cúc Hoa đi. Máy má tao coi lần nào cũng khóc sức mướt hết.
hả? Không được, mùa xuân ai mà xem mấy vở tuồng bi đát đó. Vả lại phải tìm nội dung có ý nghĩa chứ. Đúng đấy. À, hay là chúng ta hãy dạo chơi một vòng kinh thành, biết đâu sẽ tìm ra câu chuyện hay. Ồ, ý kiến hay quá. Hi hi, tụi mình đi chơi nào. Rạc. May quá không có ai hết. Rầm. Trời ơi, sao tim mình đập mạnh quá vậy? Phù, mau quay vào báo cáo tình hình cho hoàng thượng biết, kẻo người lại sốt ruột. Này, à, suýt, là ta nè. Có ai ngồi cửa không? Hả? Trời, hoàng thượng làm thần hết hồn. Hè hè, người thấy ta cải trang thế nào? Hừ, gắn râu vào trông chả khác gì tên dê sồn. Người nói cái gì? Hè hè, dạ thần nói hoàng thượng cải trang ấn tượng ghê. Hè hè, có thế chứ. Ha ha, mau lên đường thôi. Hi hi, được ra khỏi cùng thật là thích. Hả? Trời, ngài có sao không? Hít, ui già, đau quá. Ủa, mà sao ngài mặc đồ kỳ cục thế? À, con biết rồi. Hả? Không lẽ bị lộ? Có phải ngài là diễn viên gánh hát cung đình đúng không? Hừ, ngài sắp diễn tuồng gì thế ạ? Tiết lộ cho con biết chút xíu đi, để con về khoe lũ bạn con với. Hừ. Người chùi ở đâu ra vậy hả? Có biết đây là cấm cung không được tự tiện ra vào không hả? Dạ bẩm, tại con mới nhập cung nên không biết, xin đại quan xá tội. Hừ. Nếu không muốn bại đầu thì xéo ngay. Hừ. Người đâu mà dữ quá trời. Nè đại tổng quản, ta đi tiếp được chưa? Hay là không đi vi hành nữa được không hoàng thượng? Vì sao thế? Khanh tái đầu quá nên đi không nổi nữa hả? Không, không phải đâu. Tại vì đầu năm xuất hành mà gặp con gái là xui xẻo ghê lắm. Cái gì? Ha ha ha, không biết mà bày đặt nói. Hừ, thần nói sai chỗ nào chứ? He he, không hề xui thế nào mà ngược lại, mình sẽ hên lắm đấy. Hả? Ra ngõ gặp gái mà bảo là hên? Khanh đang nghi ngờ lời nói của ta chứ gì? Nghe ta giải thích đây nè. Con gái là chữ nữ đúng không? Đúng thì sao chứ? He he, mà cung nữ đó còn bé. Hả? Nghĩa là tử, nên ta ghép chữ nữ với chữ tử thì sẽ có chữ hảo. Ồ. Hừ, ngươi vừa gặp chữ hảo mà bảo là xui ư? Trời, vậy mà thần nghĩ không ra. He he, còn chờ gì nữa mà không mau đi thôi. He he, hoàng thượng dạy chí phải. Hỏi xuân thành Thăng Long. Kẻ hồ lô mất tết đây. Chà, nhiều trò tiêu khiển quá nhỉ. Còn phố phường thì thật là sung túc đông vui. He he, cũng nhờ sự anh minh của hoàng thượng đó. Bói đè biết đầu năm gặp tiên nữ hay quỷ dữ đè, bói đè. Ồ, nghe đồn trò bói này lên ứng lắm. Thật sao? Hay là mình xem một quẻ bói đầu năm đi hoàng thượng. Hừ, mấy tên thầy bói lề đường liệu có tin được không? Được chứ, sao không? Hả? Chỉ cần bỏ ra 10 quan là biết đúng sai ngay thôi mà. Trời, sao nhiều vậy? Hừ, đúng là đồ kêu kỳ cả đôi. Tìm hiểu về hậu vận và giải mã tương lai chỉ tốn có 10 quan mà bảo là nhiều. Hổng thèm coi cho hai người nữa, mau tránh đường đi. He he, đừng nổi nóng mà, coi cho ngày đây một quẻ đi ha. Ta trả cho người nhiều đầy đủ chưa? Vậy cũng được. Thế chẳng hay gia chủ muốn xem vấn đề gì? Tình yêu, gia đạo hay sự nghiệp? Ta muốn xem chuyện tình yêu. Hừ, đồ già mắt nét. Không được. Hả? Hoàng thượng, người đã hơn 100 phi tần cung nữ kề cận rồi, biết mấy thứ đó làm chi nữa. Ha, xem chuyện khác đi. Vậy thì ta muốn biết về tương lai của Giang Sơn Đại Việt. Hả? He he, ngày đây muốn biết về gia đạo đó mà. Phù, làm hết hồn. Đọc theo tờ giấy này rồi khấn tên tuổi của ông đi. Ủa, để làm chi? Thì để các vị tiên biết ông là ai mà còn chứng giám chứ. Được, ta đọc ngay. Lại vua Tự Hải, lại vãi giác duyên, lại tiên thí kiều. Con tên là hoàng thượng. Trời, bộ ông muốn bị tru di cửu tộc hả? He he, tại phát âm nhầm một chút đó mà. Ngày đây quý danh là hoàng tượng. Hừ, tên gì mà kỳ cục vậy? Hừ, đôi này khó hiểu quá. Thôi cứ phán đài để họ xéo đi cho mau. Đây nè. Ồ, trăm năm trong cõi người ta, chứ tài chứ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dầu,
những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là sao, không hiểu gì hết? Đúng đó, he he, ta cũng không hiểu luôn. Hả? Là như vậy, những việc mô tả trong bốn câu thơ kiều này sẽ xảy ra đến với gia chủ trong tương lai. Ồ, và chỉ có chính gia chủ mới chiêm nghiệm được mà thôi. Vậy sao? Đây nhé, ta đi đánh tổ tôm đây. He he he. He he, không ngờ bói kiều hay và trí tuệ ghê ha hoàng thượng. Bắt người ta phải chiêm nghiệm đến cả trăm năm luôn. Hay cái gì mà hay? Bị thầy thầy bói đó lừa mà còn không biết sao. Hơ, vậy là mất tôi một nén bạc rồi. Thùng thùng, he he, mình vào chơi xích đu tiên nhé. Đồng quá làm sao chen vô được đây? Hay là kiếm trò khác chơi đi. Đành vậy thôi. He he, nhìn kìa. Thấy vọng việc nhận quà to một hào năm vòng đây. He he, có dịp trổ tài với sử rồi. Bán cho 5 cái vòng đi ông chủ. He he, dân chết săn một con búp bê tặng sử nha. Thiệt hả? Ha ha, thích quá, dạng tốt thật đó. Thì tụi mình là bạn bè mà. Hừ. Tủm. Ha ha, trật lất rồi. Hừ, có gì mà cười dữ vậy? Còn tới 4 lần nữa lần mà, chắc chắn sẽ có cái trốn thôi. Dần cố lên nhé. Ờ. Sử yên tâm, lần này nhất định sẽ trúng. Véo. Xì, không có gì ăn đâu nha. Tủm tủm tủm. Hả, hụt hết trơn rồi sao? Hù hù, vậy là hết được chơi búp bê rồi. He he, Sử đừng buồn nữa. Hả? Với 3 quả chanh này, mẹo sẽ mang về cho Sử ít nhất 3 món đồ chơi. Thật sao? Trò bành trúng thưởng, hãy xem đây. Phù vù, hả? Well. Bum. Hay, hay quá. Ê, vẫn còn 2 cái lon kìa. Kha kha, yên tâm đi. Rồi tụi bay phải nghiền mình bái phục cứu trọi thằng sầu này. Hi hi, mẹo cố lên nhé. Vụt. Rầm. Hả? Trời. Bốp. Ui da. Bà ơi, bà có sao không ạ? Hi, ui da. Hả? Thái giám đại tổng quản, sao ngài lại mặc đồ phụ nữ? Hừ, quá dị quá trời. Xuy xuy, khẽ thôi, người ta nghe thấy thì chết. Hoàng thượng và ta đang phi hành. Hả? Thế hoàng thượng đâu rồi? Người đang chơi bài ở đằng kia kìa. Ồ. Nè, người mà bóc bài đi. Ha ha, có thế chứ. Thông tôm chi chi này, ù rồi nhé, ha ha, trời. He he, 30 tiền mỗi vị. Chết thật, hắn ù lớn quá. Mình đã trúng hết tiền rồi, bây giờ lấy tiền đâu mà chơi tiếp đây? À, hay là... Nè, cứ chia bài tiếp đi nha, ta ra ngoài lấy tiền, sẽ trở vào ngay. Hừ, lại đi bói lừa gạt người khác kiếm tiền chứ gì? He he, tiền vô túi rồi, tiền vô túi rồi. Hả? Hu hu, đừng có bán tôi mà ông ơi. Hu hu, cha ơi, đừng bắt con nghỉ học mà cha. Bán vợ 50 quan, nhận ở đỡ 30 quan. Mẹ con bà có đến ngay không? Chỉ cần thắng ván này là ta thừa tiền chuộc mẹ con bà về. Nhưng nhớ cha lại thua tiếp thì sao? Đúng đó. Cái gì? Ai cho phép các người nói bậy bạ xui xẻo thế hả? Ta đã bấm quẻ rồi. Bây giờ là giờ hoàng đạo, nếu bắt đầu chơi thì nhất định sẽ thắng lớn đó. Thôi không nhiều lời lôi thôi nữa, ta vào chơi tiếp đây. Thật là quá đáng, bài bạc có hay ho gì đâu. Đúng rồi, vừa mất tiền vừa phí thời gian, lại tổn hại sức khỏe nữa chứ. Hừ, giá mà dẹp được mấy vụ bài bạc này thì hay biết mấy. Ha ha, cuối cùng đã nghĩ ra cốt truyện cho vở rối rồi. Thật sao? Ta sẽ kể lại một câu chuyện có thật từng xảy ra vào thời vua Trần Anh Tông. Là chuyện gì thế? Thời đó có một vị quan thượng phẩm tên tục là Nguyên Hưng, vì quá ham mê bài bạc đã cáo bệnh bỏ chầu cả tháng. Hừ, quan gì mà hư đốn quá vậy? Bởi thế nên bị hoàng thượng Sử Trượng Đình đánh cho đến chết luôn đó. Trời, phát nặng vậy sao? Câu chuyện này ai ai cũng biết, nên ta sẽ dùng nó để cảnh tỉnh hoàng thượng mà không sợ làm người lộ diện thân phận. Ha ha, hay quá. Nhưng mình sẽ bắt đầu như thế nào? Kế hoạch hành động như vậy. Dần sẽ dễ ợt, còn Sứ và Mẹo thì làm thế này thế này. Ha ha, hay quá, tiến hành ngay thôi. Bát sách cửa vạn, thất sách tồn, thắp điện bạch định. Hả? Là người, sao người dám đọc bài của ta?
còn làm vậy nữa là ta đánh chết ngươi liền đó. Lèo Thiên Khai tam sách nhị vạn, trời, nó lại đọc tiếp bài của mình. Hừ, cái đồ chết tiệt, ta phải cho người một trận mới được. Đứng lại. He he, tới điểm hẹn rồi. Hừ, ngươi chạy đâu cho thoát. Ói. Tốn được rồi, ha ha, ói ói. Đùng đùng, gì kia? Hả? Là phụ hoàng. Chà chà, khá khen cho nhà ngươi. Cáo ốm bỏ chầu để đi đánh bạc. Hả? Sao giống mắng mình quá vậy? Hít hít, tàu bệ hạ, thần chỉ giải trí mấy ngày thôi mà. Hừ, người ham chơi bài bạc bỏ bê việc nước, làm gương xấu cho dân chúng bắt chước. Hậu quả là tệ nạn tràn lan, dân nghèo nước yếu. Hù hù, thần đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cố xin thánh thượng tha cho thần một lần đi ạ. À. Không được, để phòng hậu họa về sau và răn đe dân chúng. Ta phải trừ tận gốc nạn cờ bạc xấu xa. Người đâu, đem hắn ra đánh chết cho ta. Hả? Kể từ hôm nay và mai sau, nếu các thái tử còn ta xa vào cờ bạc, ta cũng quyết chém không tha. Ôi, trẫm biết tội rồi, xin phụ hoàng tha cho trẫm. Hu hu. Trẫm sẽ hồi cùng để sửa sai ngay. Hít hít hít. Ba ngày sau. Ồ, lính kỵ mã triều đình vội vàng như thế, chắc là có cáo thị mới rồi. Ta mau đến xem đi. Đúng đấy, đi nhanh lên nào. Cáo thị cấm cờ bạc, cá độ, chọi gà, bói toán nhảm nhí. Nếu ai vi phạm chém chết không tha. Cấm bán vợ, bán con. Kẻ nào vi phạm sẽ bị đày ra biên ải vĩnh viễn. Hay quá, cảm ơn trời Phật. Hoàng thượng thật anh minh. Hoàng hô, thành công rồi.